anh nói cái gì mà em không hiểu gì hết anh Phúc. Cái tiệm Sexica là cái tiệm làm tóc cho phụ nữ, còn em với ông nội em á là đàn ông. Trời, sao xuống đó làm được? Em vậy là không cập nhật tình hình trong group của chung cư rồi. Em biết không, chung cư của mình đã thông báo rồi, cái tiệm của Jessica là không chỉ làm cho nữ đâu mà làm cho cả nam nữa. Em hiểu không? Làm hết, làm đẹp hết, yên tâm đi. Ông Bảy cần tư vấn nói với con. Ăn phần trăm nè. Có đúng chia rồi. Phần trăm nè. À không, hả? Không, không có chia phần trăm nào cả. Cái này là ông Bảy biết không? Hôm bữa con sang cái tiệm của Jessica, con sửa hộ cho Jessica. Đấy, xong rồi Jessica tư vấn cho con, con mua luôn cái gói combo kim cương này luôn. Ủa? 12 tháng này luôn. Cái combo đó đó nó rất là lợi luôn. Có nghĩa là bây giờ mình mua một lần mình xài được nhiều lần. Đó, lợi cho mình vậy. Biết sao không? Thay vì một lần á mình xài, ví dụ em tính đi nha, mình tính nhẩm thôi. Một lần mình đi cắt tóc là 30-40 ngàn gì đó. Thì combo 10 lần người ta sẽ bớt cho mình. Một lần mình đi chỉ có 25 ngàn thôi, mình lợi 5 ngàn không? Đó. Tôi thấy chỉ có lợi cho người ta thôi. Sao vậy? Bây giờ mình đưa trước cho người ta tiền 1 năm. Đúng không? Là người ta cắt cho mình nguyên năm đúng không? Ờ. Bây giờ thí dụ người ta cắt mới có 3 tháng nè, người ta tuyên bố phá sản, người ta đóng cửa, có phải mình mất tiền không? Ôi trời ơi. Bảy ơi, bảy tính xa quá à. Nguyên cái chung cư này nè, ai người ta cũng mua combo hết trơn á. Đó. Cái gì? Cái ai, gì? Ai cũng mua combo hết. Nói như vậy là cô Dân cũng mua rồi hả? Trời ơi, nguyên cả nhà em mua luôn. Bây giờ hả là tóc có bảy mà đi ra cắt tóc á, bè bè nó phải cả mấy trăm. Đúng không? Ừ. Còn cái combo này mà tính ra là chỉ có một lần cắt tóc hay là móng là có mấy chục ngàn. Đó. Mà bây giờ tiện lắm, cứ xuống cái sẹt đưa combo, xuống cái sẹt đưa combo. Nó tiện lợi vô cùng luôn. Tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang. Hát vang la 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 la, là một khúc ca cho mỗi nhà.